từ bỏ chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, nhưng mà từ bỏ đúng lúc luôn luôn là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Giống như nhiều doanh nhân khác, nhà sáng lập của công ty WP Curve, Dan Orish, đã trải qua một quãng thời gian khởi nghiệp ban đầu vô cùng vất vả. Trong 7 năm đầu, anh đã chấp nhận với mức thu nhập tối thiểu, làm việc liên tục 12 tiếng một ngày. Anh đã làm việc chăm chỉ và kiên định, và rồi cuối cùng, anh đã phải đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn và đau đớn, là từ bỏ công việc mình đã từng gắn bó suốt 7 năm dòng. Nhưng điều đau đớn nhất ở đây, đó là chuyện từ bỏ cũng đồng nghĩa với việc phải thừa nhận những nỗ lực của bản thân trong quá khứ là thiếu sáng suốt và ngu ngốc. Đây là một khoảnh khắc tồi tệ mà mọi doanh nhân khởi nghiệp đều phải trải qua. Đánh mất niềm tin vào bản thân khi thấy tất cả mọi thứ bỗng chốc tan thành mây khói. Sau thất bại đó, thì Dan đã làm lại từ đống tro tàn bằng việc mở một công ty phần mềm. Nhưng lần này còn tệ hơn. Sau khi tiêu hết từng xu cuối cùng, công ty này tiếp tục thất bại và Dan lại một lần nữa trắng tay. Với việc gây dựng khoảng 30 công ty trong vòng 11 năm, rồi từ bỏ chúng hết lần này đến lần khác. Đối với anh thì mỗi lần từ bỏ ấy đều là một trải nghiệm hết sức đau đớn. Thế nhưng, chính việc từ bỏ những mô hình kinh doanh tồi tệ đã giúp Dan có thời gian suy nghĩ, đúc rút ra những ý tưởng sáng giá hơn. Và cuối cùng thì câu chuyện này đã có kết thúc có hậu. 3 trong số những ý tưởng sau này đã mang lại cho anh thành công. Trong số đó, phải kể đến WP Curve, công ty đã đem lại cho anh một khoản tiền hàng triệu đô la sau khi được gã khổng lồ về dịch vụ tên miền GoDaddy mua lại. Từ bỏ luôn là một việc không hề dễ dàng, trong chuyện tình cảm hay là những mối quan hệ xã hội cũng vậy. Một cô gái bị người yêu lừa dối 5 lần 7 lượt, nhưng vẫn không tài nào buông tay anh ta ra được. Đó là một cuộc giằng xé cảm xúc phức tạp giữa những niềm vui mà anh ta mang lại cùng với những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng. Và câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao ngay cả khi những tổn thất về vật chất lẫn tinh thần đã là hiển nhiên, nhưng việc lựa chọn từ bỏ vẫn là khó khăn đến vậy. Chúng ta sống trong một nền văn hóa được định hướng bởi truyền thông, bởi một thông điệp rất phổ biến rằng người thành công là người không bỏ cuộc. Thậm chí là rất nhiều người thành công cũng đã đưa ra lời khuyên đơn giản rằng chăm chỉ và kiên định là tất cả những gì mà bạn cần để thành công. Nhưng Dan Norris, với kinh nghiệm hàng chục lần khởi nghiệp cả thành công lẫn thất bại, thì đã cho rằng thành công cho kinh doanh chẳng dính dáng gì đến làm việc chăm chỉ, hoặc có nhưng mà rất ít mà thôi. Thành công cho kinh doanh đến từ một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, mà tại đó một quyết định được đưa ra sẽ thay đổi toàn bộ cục diện kinh doanh. Sau khi bứt được khỏi điểm đó thì việc kinh doanh sẽ trở nên dễ dàng hơn và nhà sáng lập trở nên hứng khởi và làm việc chăm chỉ hơn. Và rồi, qua con mắt của giới truyền thông thì làm việc chăm chỉ bỗng dưng trở thành một nguyên nhân để thành công. Một cô gái giả vờ hạnh phúc, không từ bỏ tên Sở Khanh cũng chỉ vì không muốn bạn bè biết chuyện rồi đánh giá mình là gái ế. Mạng xã hội lên ngôi càng khiến chúng ta phải thể hiện hình ảnh mạnh mẽ và hạnh phúc của mình ra. Và trong môi trường ấy thì từ bỏ không được coi là một lựa chọn của người mạnh mẽ. Đôi khi từ bỏ cũng đồng nghĩa với việc rời bỏ vùng an toàn của chính bản thân mình. Điều này có thể dẫn đến những mất mát và đau đớn. Có rất nhiều nhân viên văn phòng cảm thấy công việc của mình không có bất cứ ý nghĩa gì, vô phương cứu chữa sau nhiều lần thử cứu chữa. Tuy nhiên thì họ vẫn không dám nghỉ, đó là nỗi sợ thất nghiệp, sợ đánh mất cái nhìn ngưỡng mộ của người xung quanh khi mất đi một công việc ổn định ở một công ty danh giá, sợ lương không được chuyển vào thẻ ngân hàng mỗi mùng năm hàng tháng, sợ không biết nếu nghỉ ở đây thì công việc tiếp theo của mình có tốt hay không. Thế nhưng, dẫu từ bỏ là một lựa chọn khó khăn, nó chính xác là một thứ đáng để cân nhắc tại nhiều thời điểm trong cuộc sống của chúng ta. Và câu hỏi đặt ra là khi nào thì từ bỏ trở thành một quyết định đúng đắn? Thường thì chúng ta sẽ để mọi chuyện đi quá trễ và tự đẩy mình vào tình thế khó khăn khi phải lựa chọn, hoặc là cắn răng ở lại, hoặc là đau đớn bỏ đi. Và trong 99 trường hợp này thì ở lại hay từ bỏ đều không phải là lựa chọn đúng. Mà lựa chọn đúng ở đây là bạn hãy nghỉ ngơi một thời gian và sau đó mới đưa ra quyết định. Điều này sẽ giúp bạn tránh lâm vào cái tình trạng ra quyết định khi cảm thấy quá kiệt quệ và cảm xúc đang lên. Đó có thể là gom hết những ngày nghỉ phép để nghỉ một tuần, hay là tạm thời không liên lạc với người yêu một thời gian. Bạn có thể thay đổi không khí, đi du lịch ở đâu đó, đồng thời thay đổi thói quen thử nhận. Khoảng thời gian nghỉ ngơi này sẽ giúp bạn tĩnh tâm, nhìn sâu vào bản thân mình hơn
và suy nghĩ thật kỹ xem điều gì là quan trọng với bạn. Sau khi cần đưa ra quyết định thì hãy dứt khoát, bởi vì có những quyết định cực kỳ mang tính 50-50, từ bỏ một vài điểm xấu nhưng cũng đánh mất một vài điểm lợi. Quan trọng là sau khi quyết định, bạn học được cách không ngoái đầu lại và bước tiếp cho đến khi biến quyết định đó thành đúng. Chúc các bạn có những quyết định đúng đắn. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderum.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.